1-0. Hay quá. Thằng nó ơi có cái chiêu lụ má. Bên kia trái nè coi. Hay không? Giao vậy nó hơn. Hay không? Gác 2-0 mình nó đọc. Một hai. Hai điều. Bên nào la lên. 3-2. Ba đều. Bốn ba. Bốn đều. Năm gói nữa là ơi. Tại bên kia nha. Biết rồi. Ô. Hay quá. Cái giò ác thiệt chứ. Vô hoài. Vô hoài. Vô hoài. Bảy bốn. Giò đưa vô. Đội gì?
57. Rồi. Sáu bảy. Tám sáu. Hay quá. Bảy tám. Quýnh đâu quýnh đằng cổ chứ đâu có lưng. Quýnh cái đằng cổ luôn. Đâu trái đốc là bên nào? Trái đốc đây phải không? Bên kia là bờ đội tài đây gò hả? 97. Em Bình Dương ơi, Bình Dương. Chấp là 2 điểm thì có 5 rồi. Nó chấm luôn ăn rồi. 8 người á. Cái đủ mẹ ta thua rồi, mình kêu rồi, trên điểm xa nè. 89. Vô con. Trời ơi. Đứng ba. Rồi đó. Ngày đá đâu tôi ra ơi. 80. Ok. 9 điều. Đâu nè. Ôi trời ơi. Mười chín. Vô. Còn còn chạy đây. Qua đường máy. Vô. Đợi nghe răng gồng răng. Vô. Khác gì vậy? Có rồi con. Vô. Hay quá. Trời ơi. Hay thiệt là hay vậy. Ê cái tô. Hay con. Mày hay lắm hả thằng nhỏ. Mày hay lắm hả thằng nhỏ. Hay lắm hả coi. Ăn người máy cũng phải để lại cái hai cặp giò. Mười một chín. Giết luôn anh ơi. Trời ơi, trời ơi, ngoại chút trời. Má, quýnh hết tiền của ngoại. Tần lại, tần lại. Tần lại. 10, 11. Hay quá. Hay quá. Mua xe này mà tôi mát được cái trời. Vô. Vô. Hay. Trời ơi, đậu thấy ghê thiệt chứ. Ốc đổ thì mấy thằng này thiệt chứ. Kết thúc. Đội Châu Đốc thắng đội Sài Gòn. Người máy thắng tài nhỏ.